thêm một cựu lãnh đạo Việt Nam trốn ra nước ngoài. Sau vụ ông Trịnh Xuân Thanh, báo chí Việt Nam ngày hôm qua đưa tin thêm một cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương đi nước ngoài chữa bệnh mà không được sự chấp thuận của bộ này. Một chuyên gia của Việt Nam nhận xét việc các lãnh đạo Việt Nam trốn ra nước ngoài là một hiện tượng tương tự như ở Trung Quốc. Bộ Công Thương Việt Nam ngày hôm qua xác nhận ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi Dầu khí PVTEX thuộc Bộ Công Thương đã vắng mặt nhiều ngày tại cơ quan mà không có sự cho phép của lãnh đạo tập đoàn. Tờ Lao động cho hay ông Duy vắng mặt từ đầu tuần trước, tức là khoảng ngày 24 tháng 10 và hai ngày sau có gửi giấy phép xin nghỉ ốm. Đến ngày 31 tháng 10, ông Duy lại gửi giấy xin nghỉ và nói có thể phải đi nước ngoài chữa bệnh. Bộ Công Thương nói chỉ mới biết tin ông Duy đi nước ngoài chữa bệnh vào ngày 2 tháng 11 và hiện chưa biết ông Duy đang ở nước nào. Trả lời trên báo chí ngày 3 tháng 11, Bộ Công Thương cho biết không chấp nhận đơn xin nghỉ để đi chữa bệnh của ông Duy và yêu cầu công ty chủ quản của PVTEX là Vinachem phải xem xét xử lý ông Duy theo quy định của nhà nước. Tiếp theo vụ ông Trịnh Xuân Thanh cũng là một cựu quan chức thuộc Bộ Công Thương và là nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang bỏ trốn với lý do đi nước ngoài chữa bệnh mà cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Việc có thêm một cựu lãnh đạo Việt Nam lại đi nước ngoài chữa bệnh khiến dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là con đường dọn sẵn cho các lãnh đạo bị cáo buộc phạm tội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận xét với VOA rằng đây là một hiện tượng tương tự như ở Trung Quốc. Ông nói: hiện tượng các quan chức sau khi vi phạm những cái kỷ luật đấy, thậm chí là có những cái tội về cố ý làm trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hay là tham nhũng thì trốn chạy khỏi, thì cái này tiền lệ này rất là rõ ở Trung Quốc rồi, cho nên là với một cái cơ chế, cái thể chế tương đồng và cái cách làm nó cũng gần gần tương tự, nó ở một cái quy mô nhỏ hơn và thấp hơn, người ta cũng đang là gọi là dư luận đang hướng theo, tức là phán xét theo cái hướng đó. Có nghĩa là trong một thời gian ấy, anh buông lỏng quản lý cán bộ, cho nên ấy là rất là nhiều những cái người có chức có quyền theo đó là người ta đã chuẩn bị sẵn một cái hậu phương ở một cái nước nào đó, ý nói là cả tiền rồi cơ sở vật chất và thậm chí là những cái tài sản ở một nước nào đó, thì sau đó mà có bị động một cái là họ có thể chạy ra nước ngoài. Hôm 3 tháng 11, báo Dân Trí cho biết Bộ Công Thương đang tập hợp tư liệu để báo cáo cho cơ quan chức năng về việc một số cá nhân đã lợi dụng chuyến đi xúc tiến thương mại để trốn sang Đức. Tin cho biết chuyến đi ấn định kéo dài từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2015. Liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, việc các giới chức Việt Nam liên tục tuyên bố quyết tâm bắt bằng được ông qua lệnh truy nã quốc tế và sau đó kêu gọi ông này ra đầu thú, khiến dư luận cho rằng Việt Nam bị động và lúng túng trong việc xử lý trường hợp này. Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng dù để lọt lưới một số trường hợp, nhưng các lãnh đạo Việt Nam vẫn muốn gửi đi những thông điệp nhằm răn đe các quan chức đã, đang và có ý định trốn ra nước ngoài thông qua vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng có những người trước cũng đã từng ở cái tập đoàn dầu khí này, cũng đã đi từ năm 2012 đến hiện nay người ta cũng chưa bắt được. Nhưng đáng chú ý là hôm nay là Thứ trưởng Bộ Nội vụ là ông Quý Vương có nói rằng là dù thế nào chăng nữa thì người ta cũng sẽ bắt đưa về, bởi vì cái thời hạn truy cứu trách nhiệm là vô hạn đối với những cái tội nghiêm trọng. Thế thì có nghĩa là người ta cũng thấy rằng là không chỉ những người đã trốn và bị bắt, mà không có những người đang trốn chưa bị bắt, mà cả có những trận răn đe cả những người mà có thể có những cái nguy cơ cũng bỏ ra nước ngoài như vậy. Choáng váng vì bị vỗ mặt, đánh phủ đầu, Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa biết Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Hôm 8 tháng 9, tỉnh ủy Hậu Giang đã xác nhận đơn xin ra khỏi đảng của Trịnh Xuân Thanh. Điều mà trước đó, ngày 7 tháng 9, tỉnh ủy Hậu Giang còn khẳng định chưa nhận được đơn xin ra khỏi đảng của ông Thanh. Cùng lúc, trong phiên họp do Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng chủ trì kéo dài 3 ngày từ ngày 6 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết đã đề nghị Ban Bí thư khai trừ Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng.
xác nhận của tỉnh ủy Hậu Giang được đưa ra khá trễ, vì ngày 6 tháng 9, blogger người Buôn Gió đã phát tán đơn xin ra khỏi đảng của Trịnh Xuân Thanh được ký vào ngày 4 tháng 9. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh đã giải trình một số vấn đề liên quan đến bản thân do đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương áp đặt theo lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và Trịnh Xuân Thanh tuyên bố ra khỏi đảng vì không còn tin vào sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng. Trong thông báo đề ngày 8 tháng 9, tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, đến 17 giờ hôm qua, Thường trực tỉnh ủy chưa nhận được đơn của ông Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi đảng. Đến hôm nay mới nhận được văn bản photo của ông Trịnh Xuân Thanh gửi qua bưu điện. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thanh giải trình một số vấn đề liên quan đến bản thân của ông do đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương đặt ra, đồng thời xin ra khỏi đảng. Mà theo đơn báo cáo là vì không tin vào sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong những ngày qua, có tin Trịnh Xuân Thanh đã rời khỏi Việt Nam đi ra nước ngoài để bảo đảm an toàn cho bản thân như Trịnh Xuân Thanh đã báo cáo. Tin này thêm khả tín qua sự xác nhận mới nhất cùng ngày 8 tháng 9 của Thiếu tướng Lê Xuân Viên là Cục trưởng Cục xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an nói rằng cho tới nay ông Trịnh Xuân Thanh chưa bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, vì cơ quan xuất cảnh chưa nhận được thông báo về việc cấm xuất nhập cảnh đối với ông Thanh. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì rút kinh nghiệm vụ nguyên chủ tịch Vinalize ông Dương Chí Dũng trước đây, ông Trịnh Xuân Thanh không dại gì tin lời hứa và ngồi chờ để trở thành dê tế thần của ông Nguyễn Phú Trọng. Một số tài liệu bí mật đã được chuyển đến cho blogger người Buôn Gió và đang được thực hiện thành loạt bài Trịnh Xuân Thanh dê tế thần. Hiện đang có thương lượng từ người của ông Trịnh Xuân Thanh với blogger người Buôn Gió đang ở Đức. Blogger người Buôn Gió viết, Trịnh Xuân Thanh làm đơn ra khỏi đảng, một cái vỗ ê chề vào mặt Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ, anh ta tiếp tục đứng ra đối đầu với Nguyễn Phú Trọng, thì anh ta cần phải thể hiện, nếu muốn người khác tiếp tay hỗ trợ. Và tin giờ chót, với những chứng cứ đáng tin cậy, blogger người Buôn Gió cho biết, Trịnh Xuân Thanh chấp nhận tiếp tục đứng ra đối đầu với Nguyễn Phú Trọng. Kính mời quý thính giả theo dõi bài viết Ba sai lầm của Nguyễn Phú Trọng trong cuộc nội chiến của tác giả Trung Điền. Một ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa đề nghị, Ban Bí thư dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Phú Trọng đã ra quyết định khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang ra khỏi đảng vào ngày 10 tháng 9 vì dám thách thức quyền lực Tổng Bí thư. Bước kế tiếp, ông Trọng sẽ cho Bộ Công an truy tố và có thể dẫn đến kịch bản là toàn bộ tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh sẽ bị tịch thu vì quyết định khai trừ đã nêu rõ. Ông Trịnh Xuân Thanh chứ không ai khác hơn phải chịu trách nhiệm đã làm thất thoát 3.200 tỷ đồng của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Nói cách khác, phiên bản kế tiếp của ông Trọng đối với ông Thanh là tịch thu tài sản của Trịnh Xuân Thanh để trả thù. Rõ ràng, vụ Trịnh Xuân Thanh lúc đầu là vụ còn con với chiếc xe Lexus gắn biển xanh không đáng quan tâm, bỗng dưng trở thành cuộc đối đầu giữa Tổng Bí thư với một cán bộ cấp tỉnh, chưa phải là Trung ương Đảng. Có lẽ trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ một Tổng Bí thư bị hoen ố như ông Trọng lần này khi hai lần chính thức ra lệnh xử tên thuộc cấp Trịnh Xuân Thanh, nay lại bị chính tên thuộc cấp này thách đố và có thể làm tiêu tan sự nghiệp Tổng Bí thư khi ông Trọng muốn thay đổi quy luật cộng sinh trong bộ máy độc tài đảng trị. Nhìn qua những diễn biến từ đầu tháng 6 khi ra lệnh điều tra vụ xe biển xanh Trịnh Xuân Thanh, có thể nói là ông Trọng đã bị thôi miên với vai trò người hùng cứu đảng. Thôi miên là vì sau khi loại được phe Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng những tưởng mình trở thành người sạch, tay không nhúng chàm. Từ đó Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố vung vít, vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ là một ví dụ thôi, còn liên quan đến nhiều thứ lắm. Chúng ta làm từng bước, chắc chắn, hiệu quả. Có những việc tôi chưa tiện nói trước, sở dĩ như vậy là sau vụ này nó lại liên quan đến vụ khác. Nhưng ông Trọng chưa nói đến vụ khác,
thì chính vụ Trịnh Xuân Thanh tuyên bố ra khỏi đảng trước khi bị ông Trọng cho công an bắt giữ đã đủ thấy là ông Trọng quá non cơ. Nói cách khác, ông Nguyễn Phú Trọng đã phạm 3 sai lầm nghiêm trọng trong cuộc chiến nội bộ hiện nay. Sai lầm thứ nhất là chọn Trịnh Xuân Thanh làm con dê tế thần để khai pháo cho trận chiến nội bộ. Tuy Trịnh Xuân Thanh có làm thất thoát 3.200 tỷ đồng của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, nhưng vụ thất thoát này đã xảy ra từ năm 2011 và ông Thanh đã được ông Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Tấn Dũng cho hạ cánh an toàn để sau đó chạy được về tới Hậu Giang làm đến tỉnh ủy viên, phó chủ tịch tỉnh và trở thành đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất từ tháng 5 năm 2015. Đem chuyện ông Trịnh Xuân Thanh chạy xe Lexus gắn biển số xanh bêu diếu lên mặt báo, rồi sau đó dùng báo chí liên tục đổ tội cho ông Thanh làm thất thoát 3.200 tỷ đồng mà không có một giải thích vì sao đảng không truy tố và bắt nhốt ông Thanh vào lúc đó, khiến cho dư luận thấy cách làm của ông Trọng hoàn toàn mang tính chém gió. Khi ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, người ta càng thấy là ông Trọng không những không có khả năng chống tham nhũng, mà còn chứng tỏ là ông Trọng không thể xóa quy luật cộng sinh giữa các phe nhóm đã có lâu đời trong đảng. Sai lầm thứ hai là thay vì điều tra và bắt giữ âm thầm như ông Trọng thường hay phát biểu, thì lại cho báo chí phanh phui với những phát biểu linh tinh của một vài cán bộ về hưu nhằm ca tụng ông Trọng đang ra tay cứu đảng. Nói cách khác, ông Trọng đã làm trái ngược với những gì ông nói là phải điều tra kín đáo, không thể nói trước vì vụ này dính tới vụ kia, truy đến tận cùng. Nhưng trong thực tế, ông Trọng đã không làm vụ nào ra hồn từ năm 2012 cho đến nay. Ngay cả vụ Dương Chí Dũng, ông Trọng đã dùng Nguyễn Bá Thanh tả xung hữu đột, được coi là trọng án dính đến cả Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang. Nhưng khi ông Ngọ đột tử, thì hồ sơ đã bị xếp lại với bản án tử hình treo cho Dương Chí Dũng, rồi thôi. Từ nay, ông Trọng đăng đàn nói về chuyện chống tham nhũng, chắc chắn là không còn ai bận tâm để nghe, ngoại trừ thành phần dư luận viên của đảng bắt phải nhảy múa để cho Tổng Bí Thư vui lòng. Chuyện rất nhỏ là kỷ luật và truy tố Trịnh Xuân Thanh mà làm không được thì rõ ràng là ông Trọng đã hết thời. Sai lầm thứ ba là mở quá nhiều mặt trận và các mặt trận đều nhắm vào mối liên hệ giữa Bộ Công Thương và gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ trong 3 tháng qua, ông Trọng đã cho báo chí phanh phui cùng lúc 4 vụ án dính đến gia đình ông Dũng. Thứ nhất, vụ Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát 3.200 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Thứ hai là vụ đề cử Vũ Quang Hải là con trai của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng làm Tổng Giám đốc Công ty Bia Rượu Sabeco. Thứ ba, vụ điều tra ô nhiễm môi trường của dự án khai thác khoáng sản ở Núi Pháo. Thứ tư, vụ Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phiếu của công ty tư nhân AVG. Cả 4 vụ án đều là những chuyện cũ và được xếp vào loại hồ sơ đã điều tra xong theo đúng quy trình. Nay ông Trọng và phe đảng cho một vài đàn em viết đơn tố cáo, dùng các đơn này xé to trên mặt trận báo chí nhằm tạo ấn tượng là ông Dũng đã nuôi các lợi ích nhóm. Nhưng chính lối đánh cả cụm này đã khiến cho dư luận thấy rõ dụng tâm của ông Trọng là đang truy bức những người của ông Dũng trong các cơ chế cũ, để lập ra những lợi ích nhóm mới nằm dưới sự bảo bọc của ông Trọng và phe đảng. Nói cách khác, trước mắt dư luận, đây là vụ sang đoạt quyền lợi giữa lợi ích nhóm mới dưới dù của ông Trọng từ tay lợi ích nhóm cũ dưới sự bao che của ông Dũng trước đây. Sai lầm nói trên không chỉ do một mình ông Trọng mà còn có thêm 4 nhân vật chủ chốt của phe đảng: Đinh Thế Huynh, thường trực của Ban Bí Thư, Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức, Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận và Trần Quốc Vượng, chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là tứ trụ làm việc sát cánh với Trọng tại văn phòng Trung ương Đảng. 4 nhân vật nói trên, Đinh Thế Huynh tuy là đàn em của ông Trọng về mặt lý luận, nhưng lại là tên cáo già và nhiều tham vọng. Chính Đinh Thế Huynh trong vai trò thường trực bí thư đã cùng với ông Trọng tung ra chiến dịch trong sạch đảng. Nhưng kết cuộc thì ông Trọng
lãnh đủ hậu quả của sự tham lam muốn gom hết cả cụm trong cùng một lúc. Nói tóm lại, ông Trọng từng nói cuộc chiến nội bộ rất cam go, dính liền với ba vấn đề: lợi ích phe nhóm, danh dự mỗi cá nhân, sự tổn thương nội bộ. Thì nay, nó đã hiện rõ qua vụ Trịnh Xuân Thanh vì những sai lầm quá sơ đẳng của Nguyễn Phú Trọng.